Tân Thanh Elite City, đất vàng sinh phú quý, vượng khí chọn an cư. Tân Thanh Elite City tọa lạc tại trung tâm thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Sở hữu vị trí đắc địa đón chọn quy hoạch hạ tầng đồng bộ của Thanh Liêm khi kết nối thông suốt với bốn trục giao thông huyết mạch. Tuyến vành đai kinh tế T4 rộng 68m đi qua dự án. Tuyến T1 66m kết nối ra cao tốc Cầu Rẽ, Ninh Bình và quốc lộ 1A. Dự án nằm trong vùng lõi trung tâm phát triển kinh tế của huyện, khi cách trung tâm thành phố Phủ Lý khoảng 6 km về phía Bắc. Cách trung tâm hành chính mới của huyện Thanh Liêm, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tân Thanh, trường trung học cơ sở chất lượng cao Đinh Công Tráng chỉ từ 0,5 đến 1,5 km. Cách khu công nghiệp Thanh Liêm 2 km, cách khu công nghiệp Thanh Bình 3 km. Cách các điểm đến tâm linh nổi tiếng là chùa Phật Quang 1 km, chùa Địa Tạng 3,5 km, chùa Cây Thị 6,5 km. Lợi thế vị trí rất gần trung tâm thành phố Phủ Lý, các khu hành chính, trường học, khu công nghiệp và điểm du lịch nổi tiếng giúp Tân Thanh Elite City sở hữu tiềm năng đầu tư sinh lời lớn, thu hút đông đảo lực lượng lao động, chuyên gia, kỹ sư, công nhân viên có nhu cầu thuê, mua bất động sản để ở và kinh doanh. Dự án Tân Thanh Elite City được xây dựng theo tiêu chuẩn khu đô thị kiểu mẫu đáng sống bậc nhất huyện Thanh Liêm, cung cấp 562 lô liền kề và 137 căn số hầu có diện tích từ 100 đến 269 m2, 58 lô biệt thự có diện tích từ 273 đến 409 m2. Các tiện ích được trang bị đầy đủ và đồng bộ, đáp ứng mọi nhu cầu sống, vui chơi giải trí, học tập cho cư dân như quảng trường, hồ điều hòa, khu cây xanh, khu thể dục thể thao, bãi đỗ xe, nhà văn hóa, trường mầm non, khu shop house kinh doanh sầm ớt. Tân Thanh Elite City, đất vàng sinh phú quý, vượng khí chọn an cư. Liên hệ ngay Đất Xanh Miền Bắc